Việt Trinh là một trong những minh tinh màn bạc nổi tiếng nhất của Việt Nam trong những năm thập niên 90. Với đôi mắt to tròn, gương mặt toát lên nét thơ mộng và đậm chất điện ảnh, Việt Trinh trở thành của hiếm trong làng giải trí Việt Nam lúc bấy giờ. Một trong những bộ phim làm nên tên tuổi của Việt Trinh là Người đẹp Tây Đô với vai diễn Bạch Cúc. Nữ diễn viên đã nhập vai và thể hiện xuất sắc diễn biến tâm lý của nhân vật này khi chỉ mới 24 tuổi. Cũng như Bạch Cúc trong phim, cuộc đời của Việt Trinh phải trải qua rất nhiều thăng trầm. Tuổi thơ nghèo khó, mới 10 tuổi đã phải đi làm thuê. Việt Trinh sinh năm 1972 ở Bình Phước trong một gia đình nghèo với 7 anh em. Vì ba mẹ chia tay từ khi cô còn nhỏ nên tuổi thơ của Việt Trinh cũng cơ cực, vất vả hơn bạn bè cùng trang lứa nhiều lần. Cô luôn tâm niệm phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cuộc sống của mấy mẹ con đỡ vất vả hơn. Nữ diễn viên từng tâm sự, hồi bé mấy mẹ con tôi về Bình Phước đi kinh tế mới rất vất vả. Có một lần mẹ leo xe về thành phố nhưng vì xe đông nên mẹ phải đu ngoài cửa xe. Đến một đoạn người ta chen lấn quá nên mẹ tôi bị trượt tay rớt ra ngoài. Tôi thấy mẹ lăn mấy vòng máu chảy rất nhiều, mẹ rất đau nhưng vẫn dặn các con hãy kệ mẹ mà đi tiếp, không tháng sau sẽ đói. Tôi nhìn mẹ và tự hứa trong lòng sẽ không để mẹ bị đau thêm lần nào nữa. Vì vậy tôi luôn cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mẹ mình không phải té đau như vậy. Năm 10 tuổi, Việt Trinh theo các bạn trong xóm đi gặt đậu phòng thuê để kiếm thêm tiền, khiến bàn tay bị chảy máu vì trầy xước quá nhiều. Mẹ Việt Trinh phát hiện ra chuyện này vì quá thương và giận con nên vừa đánh vừa khóc nói, thà má nhịn ăn cũng được để tiền cho con đi học chứ không để con dốt. Có lần, bà còn dọa sẽ đánh què tay què chân nếu Việt Trinh còn tiếp tục bỏ học đi làm thuê. Dù bị mẹ cảnh cáo và đánh đòn nhiều lần nhưng với tính tình ương bướng, Việt Trinh vẫn chưa từ bỏ ý định kiếm tiền. Cô chuyển sang việc cào đầu đạn bằng đồng trên đường đất đỏ trong rừng để đem bán. Mãi sau này khi đã thấu hiểu được tầm quan trọng của việc học và thấy một người bạn bị biến dạng chân tay vì bom nổ, cô mới từ bỏ việc làm thuê. Câu nói định mệnh đưa Việt Trinh đến với điện ảnh. Từ khi còn bé, Việt Trinh đã có niềm đam mê với nghệ thuật. Cô mê cải lương đến mức nhiều lần trốn mẹ để đi xem. Cô thường xuyên rủ bạn bè đóng vở Phạm Công Cúp Hoa bằng cách lấy lá chuối và lá khoai kết lại làm lọng, may áo để diện với nhau. Đôi khi Việt Trinh tưởng tượng mình ở trên sân khấu, cô lấy mền treo lên, giặt sang hai bên rồi biểu diễn như các nghệ sĩ. Trong một lần đi xem đoàn quay phim Tiếng Gọi lúc mờ sáng cùng với đám trẻ trong xóm, Việt Trinh vô tình gặp mặt nghệ sĩ Thương Tín. Cô được gọi đến và bảo, con nhỏ này số mốt làm diễn viên nè, thích đóng phim không, qua kia với chú. Vì câu nói đó, cô bé 13 tuổi non nớt bắt đầu ước mơ trở thành diễn viên. Dù được gia đình hướng theo nghề giáo, song vì đã nảy nở tình yêu với điện ảnh, cô lén đi thi tuyển diễn viên và may mắn đổ vào trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Bị gia đình phản đối gay gắt, Việt Trinh không những không từ bỏ mà còn cầm cố nữ trang của mẹ lấy tiền đóng học, dự định sẽ trả lại mẹ sau. Việt Trinh chỉ nhỏ hơn Diễm Hương 2 tuổi, nhưng khi Diễm Hương được cả nước biết đến thì Việt Trinh vẫn là cái tên vô danh. Một trong những vai diễn đầu tiên mà Việt Trinh nhận được là nhân vật tỳ nữ của Diễm Hương. Sau 2 năm chật vật, cô mới được đóng vai chính và bắt đầu nổi tiếng. Bước lên đỉnh cao sự nghiệp rồi tuột dốc vì bệnh ngôi sao. Việt Trinh bắt đầu tỏa sáng từ vai oanh trong phim Ngọc Trong Đá năm 1991 của đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Với những vai diễn trong loạt phim Ăn Khách, Nước Mắt Học Trò, Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng, Đôi Mắt Người Thương, Vì Đắng Tình Yêu Hai, Công Tử Bạc Liêu, Người Đẹp lại càng gây được ấn tượng với khán giả nhờ lối diễn xuất thần và ngoại hình chuẩn nàng thơ. Đỉnh cao sự nghiệp của Việt Trinh phải kể đến vai Bạch Cúc trong Người Đẹp Tây Đô năm 1996. Cô đi đến đâu là khán giả vây kín đến đó để xin chữ ký, tặng nhiều quà giá trị. Có khi một tháng tôi đóng tới 4 phim, mà hồi xưa đóng một phim cũng mua được mấy cây vàng. Như vậy nghĩa là một tháng tôi kiếm được mười mấy cây vàng. Việt Trinh từng tâm sự về thu nhập khủng thời đó. Không chỉ chạy show đóng phim, mỹ nhân Bình Phước còn làm người mẫu ảnh. Hình ảnh cô xuất hiện dày đặc trên các tờ lịch, quyển sổ tay, ảnh dán trang trí. Tuy nhiên, việc nổi tiếng quá nhanh khiến Việt Trinh mắc bệnh ngôi sao, tính tình ngạo mạn, thường xuyên đưa ra những yêu cầu quá gắt cho ekip sản xuất. Việt Trinh tâm sự, lúc đó tôi coi thường cả những người bạn đồng trang lứa, tự cho mình giỏi hơn, làm ra nhiều tiền hơn. Thấy người khác đi xe đẹp, tôi kiểu gì cũng mua chiếc xe đẹp hơn. Thấy bạn mặc đồ đẹp, tôi sẽ mua đồ đẹp hơn. Ai mà khen cô diễn viên khác đẹp là trong lòng rất khó chịu. Đi vô nhà hàng là kêu đủ món đắt tiền, chỉ để chứng tỏ mình giàu có, rồi để thừa mứa. Không những vậy, mình còn đi trễ về sớm, hẹn mà không đến. Có lần tôi còn hất tung nồi canh cá lóc của chị giúp việc lớn tuổi hơn mình vì không vừa ý. Không dừng lại ở đó, người đẹp còn lợi dụng sự tin tưởng yêu mến của khán giả và sự nổi tiếng của mình để liên tục chèn ép người khác. Có một lần tôi được diễn với chiếc bình cổ và chẳng may làm rớt nó, vỡ làm ba làm bốn. Anh thiết kế ra chửi thật nặng. Diễn viên gì mà ngu, mày đền cho tao. Tôi khi ấy còn trẻ nên cảm thấy bị xúc phạm ghê lắm, liền nuôi ý định trả thù. Vài năm sau nổi tiếng, tôi luôn tìm cách hành hạ anh ta mỗi lần quay phim, đòi anh ta đi khắp nơi để kiếm bằng được thứ này thứ kia cho mình. Khi tôi đóng Ngọc Trong Đá với Trần Cảnh Đôn, đã bị đạo diễn phê bình nặng lời. Tôi cũng tìm cách để trả thù bằng những yêu sách, bắt đạo diễn phải chờ rất lâu và liên tục hủy hẹn.
Lúc đó mình quá háo thắng và sân si, cảm thấy thích vì được trả thù. Sau này gặp phải nhiều vấp ngã trong cuộc đời, tôi mới hối hận về những gì mình đã làm. Ngoài chèn ép đồng nghiệp, mỹ nhân còn bị tố gian dối với khán giả. Chỉ vì lười viết thư hồi âm mà cô đã photo thành nhiều bạn để gửi người hâm mộ. Sau khi bị phát hiện, Việt Trinh đã từ bỏ vì hối hận với những gì mình đã làm. Bên cạnh đó, cô cũng bị nhà sản xuất và đài truyền hình quay lưng, không ai mời đi casting. Để có được vai Bạch Cúc trong Người Đẹp Tây Đô, Việt Trinh đã phải viết cam kết với đạo diễn Lê Công Bắc tuân thủ quy định trong suốt quãng thời gian đóng phim. Ăn chay, làm từ thiện, hứa hiến tạng sau khi qua đời. Sau hàng loạt ồn ào sự nghiệp và đời tư, hình ảnh nữ diễn viên đã ít nhiều xấu đi trong mắt công chúng. Bị khán giả quay lưng, cô lơ là công việc, sức khỏe và nhan sắc dần tụt dốc. Thậm chí Việt Trinh từng nhốt mình trong phòng nhiều ngày không ăn uống và có ý định kết thúc cuộc đời. Người đẹp Bình Phước chỉ thật sự tỉnh ngộ khi liên tiếp trải qua nỗi đau mất mẹ và anh trai trong 2 năm. Cô bắt đầu ở ẩn, quy y cửa Phật, ăn chay, thường xuyên làm việc thiện. Sau thời gian dài vắng bóng, Việt Trinh trở lại với vai trò đạo diễn và tham gia vào một số game show trên truyền hình. Ở tuổi 49, Minh Tinh Màn Bạc một thời đã có cơ ngơi rộng rãi tại Bình Dương, tận hưởng cuộc sống bình yên bên con trai. Nét đẹp cuốn hút, kiêu sa vượt thời gian của cô vẫn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Năm 2020, cô tuyên bố sẽ sống độc thân, một lòng hướng về Phật Pháp và sẽ hiến tạng sau khi qua đời. Đường tình trung truyền. Việt Trinh sở hữu nhan sắc xinh đẹp mỹ miều, nhưng đường tình duyên của cô lại trung truyền và gặp nhiều trắc trở. Cô từng hẹn hò với cựu cầu thủ Trần Minh Chiến nhưng đứt gánh giữa đường. Sau đó, Việt Trinh là người tình của một đại gia có khối tài sản kếch xù nhưng bị kết án tử vì tội gây thất thoát tài sản của nhà nước. Cuối cùng, mỹ nhân đình đám lại sa vào lưới tình với một đại gia khác là Trần Văn Giao. Sau khi người đàn ông này tiếp tục vướng vòng lao lý, nghệ sĩ Việt Trinh kết hôn và sinh con nhưng không công khai danh tính nửa kia của mình. Dù vậy, cuộc hôn nhân kín tiếng này cũng không có kết cục tốt đẹp. Đến thời điểm hiện tại, khi chạm mốc 48 tuổi, Việt Trinh là mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy con trai 11 tuổi. Người đẹp Tây Đô từng tuyên bố cô sẽ độc thân suốt đời. Tới nay tôi nuôi con một mình gần 11 năm rồi mà không dám đi bước nữa. Khẳng định luôn từ bây giờ cho đến lúc nhắm mắt lìa đời cũng không tự tin lập gia đình lần nữa.